Hôm nay ta là thần Dết. Mọi người có biết thần Dết không? Hôm nay ta đến đây là để gặp gỡ tất cả mọi người. Rất là vui vì hôm nay ta đang tham gia chương trình thử thách lớn khôn. Xin mời mọi người cùng uống với ta một ly rượu. Một ly rượu mà chỉ có xứ sở ta mới có mà thôi. Rượu uống rồi không bao giờ cạn. Người đâu? Cho ta một món nước giải khát khát. Đây, mọi người thấy gì không? Uống xong mới biết. Đây là trà bột công anh. Ta nhờ uống một trà bột công anh này mà bây giờ ta hết đau lưng, ta hết sẵn thận, tiểu đường của ta tụt giảm, không còn tiểu đường như xưa nữa. Vì vậy cho nên mọi người thấy rằng ta luôn luôn tươi trẻ và sảng khoái. Mọi người hỏi ta nước bột công anh này ở đâu à? Rất dễ thôi. Nếu như mọi người muốn uống thì cứ việc gọi số điện thoại 0366923168 gọi cho Dương Quý Phi của ta, Dương Quý Phi Trinh Trinh đã ứng ngay cho quý vị. Trà bồ công anh uống làm cho không còn bị viêm phổi nữa, không còn bị viêm mũi viêm họng nữa. Trà bồ công anh uống rất rất là tốt. Dù cho ta có uống rượu gì thì chẳng nữa, rượu đỏ, rượu đen, rượu trắng gì chẳng nữa, nhưng khi ta uống bồ công anh vô rồi, vô cùng khỏe khoắn, sẽ không còn biết sai là gì. Thôi ta nói nhiều thôi, ta nói nhiều quá mọi người nói rằng ta xạo. Ta là một vị thần, không bao giờ ta xạo cả. Nếu muốn cứ việc gọi số điện thoại 0366923168 gặp Dương Quý Phi của ta, mọi người sẽ hiểu công dụng của cái trà bồ công anh này. Mọi người hỏi nhiều hả? Rẻ thôi. Một hộp có 90.000, 50 gói. Quá rẻ. Ta mời mọi người. Rất ngon. Ta là một vị thần, ta không bao giờ nói gian nói dối cả. Ta uống trà bồ công anh này vào, ta cảm thấy người ta sung sức hơn, khỏe hơn, tươi trẻ hơn. Còn nhiều lắm. Còn nhiều thứ mà mọi người sẽ rất ngỡ ngàng, vì chỉ có xứ sở ta mới có được những sản phẩm đó. Muốn thì hãy gọi số điện thoại 0366923168. Nên là sản phẩm. Mọi người đâu? Cho ta một miếng bánh bơ tỏi coi. Đất nước ta thích, rất thích ăn những cái món về rừng rú, ví dụ heo rừng, nhím, tùm lum tùm la gì đấy. Nhưng từ ngày ta được Dương Quý Phi ta giới thiệu cho ta một cái loại bánh, ta bỏ tất cả, ta chỉ ăn loại bánh này thôi. Đó là bánh bơ tỏi. Đây, mọi người có thấy không? Đây là vị ân nhân của ta đã cho ta biết bánh bơ tỏi là gì. Và từ ngày ta ăn bánh bơ tỏi tới bây giờ, ta ghiền luôn. Mọi người ơi, nếu mọi người cũng muốn ăn bánh bơ tỏi, ta sẽ giới thiệu cho mọi người. Dương Quý Phi của ta cũng có bán cái bánh này. Hãy gọi số điện thoại 0366923168 để có ngay cái bánh bơ tỏi này nha mọi người. Ăn bánh bơ tỏi, uống trà bồ công anh, còn gì bằng nữa. 70.000. Ngon quá. Mọi người thấy không? Ta không bao giờ nói điên mà. Rất ngon, rất ngon. Nếu ta nói không lầm, ta nghe xa xa hình như là có một tiếng đàn. Tiếng đàn của ai mà giữa cung điện ta? Để ta khám phá tiếng đàn đó ở đâu. Uống trà bột công anh, ăn bánh, cần phải có âm nhạc nữa mọi người ơi. Được. Thank you.
Con cảm ơn thầy. Sau những ngày tôi đã luyện tập với cái đàn piano này, đây là thầy của tôi, thầy Yakumahu đã dạy cho tôi biết thế nào là cái đàn piano, và tôi đã luyện 165 ngày, cuối cùng tôi đã đàn được bài Mặt Trời Bé Con. Ngoài bài này ra tôi không biết đờn bài gì hết trơn, trời. Sau cái đàn này, hy vọng là 165 ngày sau thầy tôi sẽ dạy tiếp tục cho tôi một bài thứ hai, nhưng chưa biết bài gì. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Con cảm ơn thầy rất nhiều. Thầy à? Dạ, con rút từ ở bên gọi là Nhật Bản á, về đây để dạy. Rất cảm ơn mọi người. Bị nhốt trong này, thử thách đánh thôi. Bị nhốt trong này, quay chương trình bị nhốt hoài. Một vị thần Hy Lạp thần giới, mình nhốt người ta trong này. Đó. Andy sẽ rờ tay của từng bố xem coi có thể bằng tay của ai mới thực sự là bằng tay của ba mình. Băm 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 băm. Chắc chắn rằng Andy khi rờ bàn tay này sẽ biết ngay là bàn tay của ba. Mình đi ăn với lại